Bạn đã có bao giờ gặp phải tình trạng này chưa? Có nghĩa là khi mà các bạn bấm vào cái nút lệnh new document hoặc là bấm vào biểu tượng new này hoặc là vào file ấn new thì tài liệu lập tức mở ngay ra. Không hiện ra cái hộp thoại để cho các bạn có thể lựa chọn rằng là kích thước như thế nào hoặc là làm cho mục tiêu là cái gì để các bạn có thể lựa chọn được. Ví dụ như là độ phân giải bao nhiêu hay là hệ màu gì. Hoặc đây nữa, nếu như bạn bấm vào đây chẳng hạn, cũng nhận được kết quả tương tự như vậy. Có nghĩa là mở ngay ra lập tức. Rất nhiều bạn thì gặp phải cái tình trạng như thế này và cũng nêu ra một câu hỏi với tôi rằng thế thầy ơi, làm thế nào để có thể là bật lại được cái hộp thoại New Document như là cái lúc mà chúng em mới cài. Và cái lý do tại sao lại mất mất cái hộp đấy thì tôi xin trả lời như sau. Đó là cái hộp thoại của chúng ta thì nó có một cái checkbox để cho chúng ta có thể đánh dấu vào đấy để nó không hiện lên nữa. Đấy, và khi mà các bạn chót lỡ là kích vào đấy rồi thì nó sẽ không hiện nữa và lần sau thì nó cứ mở ra đúng cái kích thước của tài liệu của phiên làm việc trước. Và cách khắc phục thì các bạn làm như sau nhé. Ở trong bất kỳ một cái phiên bản nào, hiện tại thì tôi đang làm demo cho các bạn là phiên bản X7. Tuy nhiên, với các phiên bản khác thì cách làm nó cũng tương tự vậy thôi. Các bạn vào trong option nhé. Các bạn có thể vào tool này, tìm option này, hoặc nhấn phím Ctrl G này, hoặc là ở trên thanh Standard thì các bạn có thể ấn vào cái biểu tượng option ở đây. Sau khi ấn vào đây thì chúng ta sẽ thấy hộp thoại mở ra. Mà trong hộp thoại này thì cái phần mà chúng ta cần phải tìm đến là cái phần General này, ngay ở cái phần đầu tiên này thôi nhá. Đấy. Và các bạn nhìn sang bên phần này, phần General này thì nó sẽ có một cái checkbox ở đây gọi là Show New Document Dialog Box. Các bạn đánh dấu vào đây cho tôi. Sau đó thì các bạn nhấp OK. Sau khi mà các bạn thiết lập như thế thì nó trả về cái tình trạng là mặc định. Và sau này khi các bạn bấm vào bất cứ một cái lệnh nào đó, một cái icon nào đó để các bạn tạo ra một cái tài liệu mới thì đây là kết quả. Nó sẽ mở ra cái hộp thoại là Create New Document này, cho phép các bạn chọn hệ màu, cho phép các bạn chọn độ phân giải cũng như là cho phép các bạn chọn một cái preset cho nó phù hợp với lại cái yêu cầu của các bạn. Và đây là cái lý do mà khi các bạn đánh dấu vào đây thì nó sẽ không hiện nữa. Đây, các bạn check vào đây thì nó sẽ thực hiện đúng cái yêu cầu là Do not show this dialog again. Không hiện cái hộp thoại này một lần nữa. Và nếu như mà các bạn gặp phải cái tình trạng là mất mất cái hộp thoại này thì cách xử lý, cách làm việc thì y xì như tôi vừa mới giới thiệu như vậy, là các bạn có thể gọi lại cái hộp thoại này. Hy vọng rằng là cái video ngắn này thì sẽ giúp các bạn giải quyết được cái vấn đề mà các bạn gặp phải.